everyone. Welcome to our classic. Before starting our new lesson, now you look at the picture, name of the house. Number one, townhouse. And number two, country house. Number three, apartment. Number four, villa. Townhouse là nhà ở, ở thị trấn các em, hay là thành thị đó. Còn country house là nhà ở miền quê. Apartment là căn hộ, là chung cư. Còn villa là biệt thự. Today new lesson we are going to know about houses in the future and future appliance. We will continue unit 10, our house in the future. Lesson 1, guessing tactics, my future house, on page 38 and 39. Rồi các em mở sách và tập ra cùng ghi bài với cô nha. Look at the picture. Who are they in the picture? They are Fong and Nick. Now, can you get the question? Number one, what is Fong doing? Number two, what's he drawing? Now you listen to the conversation between Nick and Fong. Unit 10. Listen. Our houses in the future. Page 38. Getting started. Activity 1. Listen and read. What are you doing, Fong? I'm drawing my house. Your house? That's a UFO. It looks like a UFO, but it's my house in the future. Where will it be? It'll be in the mountains, Fong? Surrounded I'm by many my tall, house. Old trees. Your house? What will it be like? That's a UFO. It'll be a large house. It looks like a UFO. There'll be 20 rooms. It's my house in the future. 20 rooms? Where will it be? Wow. It'll be in the will mountains. Will it be nice? Surrounded by many yes. tall, old trees. And it trees. Will have solar energy. What will it be like? Fantastic. It'll be a large house. Which room will you like best? There'll be 20 rooms in it. 20 my bedroom, rooms? Of course. Wow. What appliances might will you have? Will it be nice? I might have a wireless yes. TV. So and I it will can have watch solar TV programs energy. From space. Fantastic. Or a friendly robot which to help me with my which room will you like home. Best? Sounds great. My bedroom, of course. And how much will... What appliances might you have? I might have a wireless TV, so I can watch TV programs from space. Or a friendly robot to help me with my home. Sounds great. And how much will... The answer number one, he is drawing a picture. And number two, he drawing his future house. Rồi các em kiểm tra lại coi câu hỏi các em đoán có giống như của cô không nào. Now let's continue exercise 1. A. Complete the table. Rồi chúng ta sang cái phần bài tập đầu tiên là chúng ta hoàn thành cái bảng bên dưới. Bên cột A, type of house là loại nhà. Location là địa điểm. Surrounding, xung quanh. Number of the room, số phòng. Appliance in the room, thiết bị ở trong phòng. Thì chúng ta vừa nghe cái đoạn đàm thoại rồi đó các em. Rồi các em sẽ điền cho cô bên cái cột B. Cô cho thời gian các em làm. Now let's check the answer. Type of house UFO. UFO có nghĩa là đĩa bay các em. And location in the mountain. Địa điểm nó ở trên núi. Surrounding many tall old trees, có nhiều cái cây là to, cổ thụ lớn.
Number the room 20, số phòng là 220. A wireless TV or friendly robots, tức là thiết bị ở trong phòng này nó có là TV kết nối không dây với một robot thân thiện. Rồi các em ghi chú trong cái tập các em đi nhé. Let's continue exercise 1B. Break the conversation again. Complete the sentences. Các em đọc lại cái bài đàm thoại một lần nữa và hoàn thành những cái câu bên dưới. Thì cô cũng gợi ý cho các em. Câu số 1. Phong's house will be in the. Nhà của Phong sẽ ở đâu đó các em? Động từ will diễn tả một cái hành động sắp tới trong tương lai. Number 2. His house will be surrounded by. Nhà của anh ấy là được bao quanh bởi. Number 3. There will be room in his house. Sẽ có những cái phòng ở trong nhà của anh ấy. Number 4. The house might have a two-watt TV program room face. Nhà của anh ấy sẽ có một để xem chương trình TV từ không gian. Rồi cô cho thời gian các em làm. Now let's check the answer. Number 1, mountain. Number 2, many tall old trees. And number 3, plenty. Number 4, wireless TV. Rồi, you break copy down. Now we will continue exercise 2, match the word with the picture. Các em làm bài tập số 2 là nói những cái từ với các tranh. Rồi cô cho thời gian các em đoán nha. Now let's check the answer. Number 1. C, UFO. Là gì các em? Đĩa bay. Number 2. Chúng ta nói với tranh A. Houseboat. Nhà thuyền. And number 3, nói với tranh E, motor, là nhà xe di động. Number 4, skyscraper, nhà chọc trời. And number 5, palace, gọi là gì các em? Cung điện hay là lâu đài đó ha. Rồi cô cho thời gian các em ghi tiêu tập cho cô ha. Now look at the picture. What adjectives can you think of to describe the house? Thì các em quan sát những cái bức tranh hồi nãy mình làm đó, cô và cô chiếu lại cho các em xem đó là các em mô tả lại những cái tính từ nào mình đã học rồi. Rồi cô cho thời gian các em ghi chú ra ngoài tập các em nhé, để một hồi kiểm tra với cô. Now, adjectives such as comfortable, convenient, beautiful, big, tall, modern, large. Đây là một số tính từ mà cô gợi ý. Thì các em có những cái tính từ mô tả trên cái tranh mình nhìn nó có nữa thì chúng ta có thể thêm vào. Rồi các em lưu ý là những cái tính từ này để chúng ta sẽ là hỏi và trả lời các cái bức tranh bên dưới nha các em. Now we continue exercise 3B. Ask and answer question about the picture. Rồi các bức tranh hồi nãy là cô mới vừa show lên cho các em thấy đó. Thì giờ chúng ta hỏi những cái câu hỏi. Cô cho một ví dụ bên dưới. Câu hỏi đầu tiên. Which house do you like best? Cái ngôi nhà nào mà bạn thích nhất? Thì thí dụ như mình trả lời là I like the palace. Cái ngôi nhà là thích. Thí dụ như là có nhiều loại nhà. Giờ ở đây cô nói là the palace là cái
lâu đài. Rồi cô hỏi tại sao, why? Thì em trả lời cái tính từ miêu tả nãy đó có thể là nhiều tính từ, thì ở đây cô nói là is, this. Thì cô cho hai cái từ đấy chúng ta dựa vô cái bài đàm thoại mẫu của cô, các em thay thế vô. Rồi cô cho thời gian các em ghi chú vào vô tập, rồi để dựa vô cái bức tranh đó hỏi và thay thế vô các cái từ này cho cô. Now we continue exercise 4. Read the crazy cloud. Tick the place where you want your future house to be located and write sentences. Thì cái phần hoạt động số 4 này các em đọc những cái cụm từ rõ, rồi chọn cái nơi mà mình muốn ngôi nhà tương lai của mình đó ở đó và viết lại thành câu. Ví dụ như cô chọn là in the mountain thì cô cho một cái ví dụ. My future house will be in the mountain. Ngôi nhà tương lai của tôi có sẽ là ở trên núi. Thì những cái cụm từ còn lại thì các em dựa vô các em sẽ miêu tả về cái ngôi nhà của mình. Về nhà viết lại cho cô một số câu dựa những cái cụm từ trên đây. Rồi trong phần này nó có bài tập ở trong sách giáo khoa các em đó. Các em ghi chú vô để nữa các em làm thẳng trên sách giáo khoa cho cô luôn đi. Rồi cái phần cuối cùng thì các em luyện tập lại cái bài dialogue giữa Phong và Nick. Rồi xem lại các cái từ vựng miêu tả về những cái ngôi nhà mình mới vừa học hồi nãy nữa ha. Rồi thứ ba là làm lại các cái bài tập trong sách giáo khoa trang 39. Rồi phần cuối là các em chuẩn bị cho cô a lấu show lúc 2. Goodbye. Thank you for your attention.